Chúng ta để dành vài phút đến với Chúa trong giờ phút này. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều vì trong tuần qua chúng con đã được dự đại hội của đời sống mới. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Cảm ơn Chúa vì những việc lớn lao mà Chúa đã làm. Cảm ơn Chúa vì những sứ điệp, những lời ca ngợi, cảm tạ, những lời làm chứng. Cảm ơn Chúa cho các anh chị em chúng con có thời gian để tham dự. Và con cầu nguyện đặc biệt để các anh chị em sẽ giữ được ngọn lửa này. Ngọn lửa đó sẽ bùng cháy trong lòng của chúng con. Và ngọn lửa đó sẽ lan ra cho những người khác nữa. Và ngọn lửa đó sẽ được lan ra khi chúng con hết lòng yêu mến Chúa và hết lòng phục vụ Ngài, đem những điều mà chúng con học hỏi được để phục vụ Chúa và tha nhân. Và đó là mục đích mà chúng con sống ở tại trần gian này. Và Chúa không muốn chúng con giữ những điều chúng con đã học cho riêng mình, nhưng mà Chúa muốn chúng con chia sẻ cho người khác nữa, để người khác cũng nhận được và cũng được phước giống như chúng con vậy. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và giờ này, chúng con sẽ học cuộc đời Chúa Cứu Thế. Và xin Chúa dẫn chúng con vào lời của Chúa. Dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tĩnh. Ở nơi đó, linh hồn chúng con được no nê. Linh hồn chúng con được đã khát ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ở với từng người một, ở với chính mình con, để tất cả những lời được ban phát ra đến từ nơi Chúa, đến từ sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Bây giờ chúng ta cùng học với nhau phần B, đó là Đấng Christ đã cho chúng ta toàn thắng mọi quyền lực của điều ác. Có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn đắc thắng ma quỷ, đắc thắng tội lỗi và tất cả mọi điều thuộc về thế giới tối tăm. Như lời Chúa nói rằng, này ta ban cho các con quyền để giày đạp rắn và bò cạp, giày đạp mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân và không gì làm hại các con được. Và chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta mở ra trang số 245. Trang số 245. Và chúng ta cũng mở Kinh Thánh trước mặt để có thể theo dõi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Câu 55 và câu 56. Thật ra thì hai câu Kinh Thánh này cũng có trong bài học. Và chúng ta cùng nghe lại. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Trong hai câu thánh này thì sứ đồ Phaolô đã nêu câu hỏi về sự chết. Hỡi sự chết, câu hỏi đầu tiên, sự thắng của mày ở đâu? Sự chết, sự chiến thắng của mày nằm ở đâu? Và câu hỏi thứ hai, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Khi nói đến cái nọc thì nói đến điều gì? Thì con rắn nó có nọc độc, thì nọc độc đó nó có thể làm chết người. Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc làm cho chết nó nằm ở đâu? Và rồi sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta câu trả lời, đó là cái nọc của sự chết đó chính là gì? Tội lỗi.
tội lỗi làm cho con người chết. Và chúng ta nhớ rằng khi ông bà tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva phạm tội, như lời Chúa đã cảnh cáo trước đó rằng nếu các ngươi ăn trái cây này thì các ngươi sẽ chết. Và khi họ ăn trái mà Chúa không cho phép, điều đó có nghĩa rằng họ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Chúa bảo không được phép ăn, nhưng họ nghe theo lời xúi dục của ma quỷ và đã ăn. Như vậy rõ ràng họ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Họ đã phạm tội cùng với Ngài. Và khi ăn xong trái của cây biết điều thiện và điều ác, câu hỏi rằng họ có chết không? Rõ ràng thì họ thấy mình chưa chết. Vẫn còn sống đó. Chưa chết. Như vậy họ chết điều gì? Chúng ta thấy ngay Kinh Thánh ghi là mỗi ngày thì Đức Chúa Trời đến trò chuyện với họ. Chúa nói chuyện, rồi họ chia sẻ, họ thông công, họ tâm tình với Chúa như một người cha với đứa con. Một hình ảnh rất là đẹp, một hình ảnh rất là dễ thương. Nhưng mà sau khi họ ăn trái cây biết điều thiện và điều ác rồi, thì khi Đức Chúa Trời đến, điều gì xảy ra? Họ không còn dám đối diện với Chúa nữa. Họ biết họ có lỗi rồi. Họ biết họ sai rồi. Họ biết họ phạm tội rồi. Họ biết họ bất tuân với Chúa rồi. Họ không dám trường mặt ra mà họ làm gì? Họ chạy trốn. Họ chui vào bụi cây để chạy trốn. Và đó chính là gì? Sự chết. Sự chết đầu tiên đó là tội lỗi làm ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói tội lỗi như một đám mây đen ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Và rõ ràng khi họ bất tuân với Chúa thì sự chết đã xảy ra. Đó là chết phần tâm linh. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rõ họ cũng chết. Điều gì nữa? Họ chết phần thuộc thể. Lẽ ra họ có thể sống trong vườn Ê-đen cho đến đời đời. Nhưng rồi thì họ phải chết. Đó là sự chết thứ hai. Và sự chết cuối cùng mà Kinh Thánh nói đến là một sự chết vô cùng kinh hoàng. Đó là sự chết đời đời trong địa ngục. Và đó là sự chết kinh hoàng lắm. Nếu không có sự chết đời đời trong địa ngục thì chắc chắn con người không sợ chết đến như vậy đâu. Tại vì nếu chết là hết thì có gì phải sợ dữ mãi. Chết là hết rồi thôi, xong. Biến mất. Không còn biết gì nữa hết. Thì chắc chắn rằng con người không sợ chết như vậy. Nhưng mà sao chết thuộc thể còn có sự chết đời đời ở trong địa ngục? Chính vì vậy mà con người sợ chết đến như vậy. Và có thể con người không giải thích được là vì sao họ lại sợ chết đến như vậy. Ngay cả những người cộng sản là những người vô thần, hay là những người atheist, tức là những người vô thần, không tin có thần thánh gì cả. Chết là hết. Con người cũng giống như con vật vậy. Nhưng mà họ vẫn sợ chết. Và nhất là khi đối diện với sự chết, hay là những giây phút hấp hối trên giường bệnh, họ run rẩy sợ hãi. Run rẩy tột cùng. Vì sao vậy? Vì tôi tin rằng trong lòng của mỗi con người, Chúa đặt để trong lòng của họ rằng chết không phải là. Nếu chết là hết, con người không sợ như vậy. Nhưng bởi vì trong lòng cho họ biết rằng có một sự chết nào đó kinh hoàng lắm. Một sự chết đời đời, và họ phải đi vào trong địa ngục. Cho nên vì vậy mà họ sợ hãi. Và tôi nhớ câu chuyện của người đứng đầu, thủ lĩnh của một giáo phái vô thần ở tại Anh Quốc. Thì trong cái giây phút cuối cùng, thì ông nói rằng, đừng nói với tôi là không có Đức Chúa Trời. Vì thật ra cả cuộc đời ông đã chối là không có Đức Chúa Trời.
Và tất cả những người đi theo ông đều nói rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong giây phút cuối cùng, ông nói với những đồ đệ của ông rằng đừng nói với tôi rằng không có Đức Chúa Trời. Bởi vì ngay giờ phút này thì tôi đã cảm nhận được sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là giây phút cuối cùng. Ông nói như vậy. Trong giây phút này, tôi cảm nhận được sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và ông nói một điểm nữa. Tôi cảm nhận rằng linh hồn tôi đang tuột dần xuống địa. Ông cảm nhận điều đó. Và chính vì vậy mà ông vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Và chúng ta thấy rất nhiều người chết không tin Chúa vô cùng hoảng loạn. Tôi dùng chữ hoảng loạn là giống như là điên dại lên. Vô cùng run rẩy, vô cùng sợ hãi. Vì họ biết rõ sau cái chết này không phải là hết, mà họ phải đối diện với một điều gì đó. Và Chúa cho họ biết rằng họ phải đi vào trong hồ lửa địa ngục như là vị thủ lãnh của một giáo phái vô thần ở tại Anh Quốc đã cảm nhận. Cho nên, ở đây bài học nói rằng cái nọc của sự chết là gì? Là tội lỗi. Và chính vì tội lỗi mà con người trải qua sự chết về tâm linh, tức là bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Sự chết về thuộc thể, đó là sự chết mà tôi và quý ông bà anh chị em đều phải trải qua dầu tin Chúa. Và sự chết thứ ba là sự chết đời đời, đó là sự chết mà tôi và quý ông bà anh chị em không phải trải qua. Rồi, chúng ta thấy tiếp. Nhưng chúng ta vừa mới thấy, nhờ sự chết của Đấng Christ mà chúng ta đã được chuộc thế nào khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Bởi sự chết của Jesus Christ chúng ta đã học được rồi, chúng ta thoát khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúng ta không làm nô lệ cho tội lỗi nữa, như điều sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 7. Tôi muốn làm điều lành nhưng làm không được. Còn điều dữ là điều tôi không muốn làm nhưng tôi lại phải cứ làm. Và ông đã than thở, đã thốt lên như vậy. Đó là khi ông chưa biết Chúa. Và tôi tin chắc chắn rằng quý bạn chị em cũng đã cùng có kinh nghiệm giống như sứ đồ Phaolô làm nô lệ cho tội lỗi. Anh Thắng cũng từng chia sẻ rằng trước khi đến Chúa, thì anh nghiện bia, nghiện rượu, thắng hơn được không? Không thắng hơn được. Hay là nghiện thuốc, thắng hơn được không? Không thắng hơn được. Và tôi và quý bạn chị em cũng có những tội lỗi khác, không thắng hơn được. Nhưng mà sứ đồ Phaolô ông đã thốt lên, nhưng cảm ơn Chúa, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà tôi chiến thắng. Và chúng ta thấy rằng bởi sự chết của Chúa Jesus Christ, điểm đầu tiên mà chúng ta cần nhớ đó là chúng ta được chuộc khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và nếu chúng ta thuộc về Chúa nhưng cứ lặng ngập trong tội lỗi, cứ chìm ngập trong tội lỗi, cứ miệt mài trong tội lỗi, thì tôi tin rằng something wrong. Điều gì đó sai trái trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cứ phạm tội, cứ phạm tội, cứ phạm tội và không thắng hơn được. Thì tôi tin rằng một điều gì đó sai trái trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta tin nhận Chúa thì không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Thì không có lý do gì một người tin nhận Chúa lại tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi. Và đó là điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ. Vì vậy, Phaolô tiếp tục. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho gì? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng. Nhờ ai? Nhờ ai mà chúng ta có được sự thắng? Đó là nhờ Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và nếu không có Chúa Jesus Christ, thì tôi và quý ông bà anh chị em vẫn còn nô lệ cho tội lỗi cho đến suốt cuộc đời. Và không ai có thể giải cứu chúng ta được. Vì chúng ta biết rằng ma quỷ nó chỉ thua Chúa thôi, chứ nó không thua chúng ta. Và nếu không có Chúa Giê-xu, thì tin chắc rằng tôi và quý ông bà anh chị em đều làm nô lệ cho ma quỷ cả. Và như chúng ta đã thấy trong Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15. Đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc những tuần trước đây. Nhưng chúng ta cùng đọc lại. Nếu ai mở ra trước thì cứ đọc
Còn nếu lâu quá thì tôi sẽ đọc để không mất thời gian. Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ là kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Dạ, câu thánh này nói như thế này: vì chúng ta ở trong phần gì? Phần huyết, đó là thịt và huyết, cho nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, tức là Chúa Giêsu cũng mang lấy thịt và huyết. Và bởi sự chết của Chúa và bởi sự sống lại của Chúa, Chúa đã phá hủy sự chết, phá hủy ma quỷ. Và Chúa ở trong thân xác của chúng ta bằng thịt và huyết. Chúa đã chiến thắng sự chết, đã chiến thắng ma quỷ. Thì chúng ta ở trong thịt và huyết cũng sẽ chiến thắng ma quỷ, cũng sẽ chiến thắng sự chết. Đó là ý nghĩa của hai câu kinh thánh này. Và như chúng ta đã thấy trong Hebrew đoạn 12 câu 14, 15, không những cho biết Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho sợ sự chết. Một cái điều mà chúng ta phải nói rằng nô lệ mà có lẽ chúng ta không nhìn thấy và người Việt Nam không nhìn thấy. Họ nghĩ rằng có thể nói họ là họ phạm tội hoài thì họ làm nô lệ cho nó. Họ có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu nói rằng họ sợ chết, đó là họ đang làm nô lệ, thì hơi khó để họ chấp nhận. Nhưng mà tôi muốn nói với quý bạn chị em rằng người Việt rất sợ chết. Và không những người Việt, mà mọi người trên thế giới này đều rất sợ chết. Và tôi đã phân tích trong phần đầu. Vì sao vậy? Và khi có người sợ sự chết như vậy, thì họ sống trong sự sợ hãi, lo lắng đủ mọi điều hết. Và họ có sự bình an thật không? Không có được. Họ có niềm vui thật không? Không thể có được. Và sợ sự chết đó cũng là gì? Là một sự nô lệ. Vì sự chết rõ ràng, nó đang kiểm soát họ. Nó đang điều khiển họ. Cho nên họ lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là con của Chúa. Chúa đã chiến thắng sự chết. Và nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong sự sợ sự chết, thì một lần nữa cũng something wrong với chúng ta. Có một điều gì đó sai trật trong đời sống. Vì nếu chúng ta thật sự tin nhận Chúa, thì câu của thánh này nói rất rõ, chúng ta được giải thoát khỏi sự nô lệ cho gì? Sợ sự chết. Nhưng Ngài còn bởi sự chết, Ngài tiêu diệt ma quỷ là kẻ nắm quyền sự chết. Ở đây Kinh Thánh nói rất rõ kẻ nắm quyền sự chết. Như vậy theo quý bạn chị em, kẻ nắm quyền sự chết là kẻ gì? Kẻ nắm quyền sự chết như vậy là vua của sự chết là ai? Ma quỷ. Và kẻ có thể đem đến sự chết là ai? Ma quỷ. Kinh Thánh nói rõ à. Kinh Thánh nói rõ kẻ nắm quyền, kẻ đem đến sự chết. Tử thần ấy, là ma quỷ đó. Nhưng mà tại sao chúng ta không sợ nó? Vì sao chúng ta không sợ sự chết? Bởi vì Chúa nói rằng Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Và chúng ta thuộc về Ngài. Và chúng ta có uy quyền trên ma quỷ. Cho nên nó không thể nào đem sự chết đến cho chúng ta được. Có thể chúng ta không tin Chúa thì nó có quyền trên cuộc đời chúng ta. Nó có thể đem sự chết đến cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta thuộc về Chúa, cho nên ma quỷ không thể đem sự chết đến cho chúng ta được. Nếu sự chết có đến,
thì tôi muốn khẳng định với quý ông bà anh chị em rằng đó là sự cho phép của Chúa, hay là số ngày mà chúng ta sống trên trần gian này đã hết. Nghĩa rằng Chúa muốn chúng ta sống 70 năm hay là 80 năm, thì đến khi chúng ta 70 tuổi, 80 tuổi, thì đó là thời điểm mà Chúa muốn chúng ta được trở về với Ngài. Cho nên chúng ta chết, chứ không phải ma quỷ đem sự chết đến cho chúng ta được, không phải. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và khi chúng ta đã chiến thắng ma quỷ rồi, thì chúng ta không có lý do gì để sợ sự chết cả. Nhưng những người không tin Chúa, tôi bảo đảm, họ rất sợ sự chết, vì họ đang ở dưới quyền của ma quỷ. Và Kinh Thánh dùng chữ này tôi thấy rất hay, đó là phá diệt. Kinh Thánh nói rằng Chúa đến để tiêu diệt, Chúa đến để phá diệt ma quỷ, phá diệt sự chết. Và chữ phá diệt ở đây có nghĩa gì? Chúng ta nên gạch dưới. Thứ nhất là làm cho mất hết quyền lực. Thứ hai là làm cho què. Thứ ba là làm cho hỏng. Làm cho què, làm cho hư hỏng, làm cho mất hết quyền lực. Nghĩa rằng ma quỷ không còn quyền gì trên chúng ta nữa. Trước khi tin Chúa thì nó có quyền hãm hại chúng ta, làm cho chúng ta chết. Chúng ta cũng nghe đến những pháp sư, những thầy phù thủy đã yếm chú người nào đó và người đó phải chết. Đó là chuyện có thật, thưa quý bạn xem. Không phải là việc mà người ta tưởng tượng đâu. Và tôi đã từng đi làm chứng đến khu vực của người Stiên. Ở tại đó họ nghèo, nghèo, phải nói là nghèo sơ, nghèo sát. Và tôi đã đưa hình ảnh đó cho quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh Đức Tin xem. Nghèo không thể tưởng tượng được. Đến nỗi mà họ phải lấy những tấm bông xô để che cái nhà. Chứ không có tiền mà để làm đóng gỗ hay là lợp tranh cũng không có được. Tấm bông xô rách nát vậy. Và tôi làm chứng cho một cô, tôi có chụp hình. Cô nói rằng pháp sư ở đây đã làm bùa chú và ếm chết người chị của chị. Cho nên cô rất là sợ. Và cô phải cúng tiền, cúng heo, mặc dầu nghèo, rất mồng tơi, cô đó phải đi mượn tiền. Cúng. Và những người ở trong đó thì họ đều sợ. Họ nói rằng ma quỷ nó có thể làm chết người thân của họ hay là chính họ. Và họ sống trong sự sợ hãi. Và câu hỏi là ai đã bước vào lãnh địa của sự chết thuộc quyền của ma quỷ? Lãnh địa của sự chết là nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Và câu hỏi rằng ai đã bước vào trong lãnh vực đó, lãnh địa đó, đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Ngoài Chúa Giê-xu ra không ai dám bước vào. Tôi dám nói thẳng với quý bà anh chị em rằng nếu chúng ta không có Chúa Giê-xu, không ai chúng ta dám bước vào lãnh địa của sự chết, không ai trong chúng ta dám đương đầu với ma quỷ cả. Đó là Chúa Giê-xu đã bước vào. Và ai đã bị tàn tật, ai đã mất hết quyền lực, đó là ma quỷ. Và ai đã chiến thắng trong cuộc đụng độ này, đó là Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa đã tước hết tất cả mọi quyền của ma quỷ. Và nó không còn quyền gì trên chúng ta nữa. Đây là một chân lý mà mỗi chúng ta cần phải nhớ. Ma quỷ không còn một quyền gì trên chúng ta nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Như vậy, bởi sự chết Ngài, Chúa Giê-xu không những chuộc chúng ta khỏi cảnh khốn khổ, cho ách nô lệ tội trước của chúng ta. Ở đây, bài học nói từng chữ rất là chính xác. Nô lệ là nô lệ của ngày trước đó. Là trước khi tin Chúa thôi. Chứ sau khi tin Chúa không còn làm nô lệ nữa. Là đã chuộc chúng ta khỏi cảnh khốn khổ, cảnh khốn nạn của ách nô lệ tội lỗi ngày trước của chúng ta. Và Ngài còn giải thoát chúng ta để từ nay trở đi được tự do chia sẻ những thành quả tuyệt vời từ chiến thắng của Ngài.
Không những chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi, cứu chuộc khỏi nô lệ của tội lỗi, mà chúng ta còn làm gì? Chia sẻ những chiến thắng của Chúa. Nghĩa rằng Chúa đã chiến thắng, thì chúng ta cũng gì? Chiến thắng. Chúa có quyền trên ma quỷ, thì chúng ta cũng có quyền trên ma quỷ. Chúa có thẩm quyền để đuổi quỷ, thì chúng ta cũng có thẩm quyền để đuổi quỷ. Đó là chia sẻ những thành quả của Chúa là như vậy. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa ngự ở các ngôi trên trời, thì chúng ta cũng được đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời. Đó là người chia sẻ những thành tựu của người đã chiến thắng. Phải không? Điều đó chúng ta đã hiểu rõ. Có bao giờ một điều như thất bại đến giường ấy lại hóa thành chiến thắng trọn vẹn tại thập tự giá như thế chưa? Câu hỏi này có nghĩa gì? Đọc thoáng qua thấy khó hiểu lắm. Nhưng mà để dễ hiểu, tức là khi nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, thì đối với những người đến xem thì đó là một chiến thắng hay là một thất bại? Cho là thất bại. Đúng rồi, thất bại. Đó là vinh quang hay là sỉ nhục? Là sỉ nhục. Và đó là được phước hay là rủa xả? Đó là rủa xả. Vì những người đến xem họ nói làm sao? Người này phải bị Đức Chúa Trời đánh và đập. Rồi Kinh Thánh cũng nói rằng đáng rủa xả thai cho kẻ bị treo trên cây thập tự. Như vậy khi đến thập tự giá mà chứng kiến Chúa Giêsu bị treo trên cây thập tự, rõ ràng đó là một sự thất bại, một sự sỉ nhục, một sự rủa xả. Nhưng trong Côlôse đoạn 2 câu 15, chúng ta cùng xem Côlôse đoạn 2 câu 15. Đọc Ngài đã, dạ, để tôi đọc luôn. Ngài đã chuốc bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra cỏ tường giữa thiên hạ. Ở đây nói rằng Chúa đã chuốc bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực của ma quỷ Satan. Hiểu rằng ma quỷ nó có cái thế lực của nó, nhưng mà Chúa chiến thắng. Và Chúa làm gì? Tước đoạt các vũ khí, vô hiệu hóa nó, chuốc bỏ các quyền của nó, để nó không còn cai trị trên chúng ta được nữa, không còn quyền gì nữa hết. Rồi dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Câu này hơi khó hiểu chút, nhưng mà chúng ta đi tiếp, chúng ta sẽ hiểu câu thánh này. Phao-lô nói rõ mức độ của chiến thắng này. Đây là chiến thắng mọi thế lực thuộc linh và mọi kẻ cầm quyền của điều ác. Nghĩa rằng không phải chiến thắng một phần, mà là chiến thắng tất cả mọi thế lực của ma quỷ. Không phải chiến thắng một vài con quỷ, nhưng mà chiến thắng tất cả những con quỷ. Chiến thắng Satan là kẻ cầm đầu. Chiến thắng tất cả những tà linh, những ác linh, những quỷ linh. Và đó là uy quyền mà chúng ta có trong Chúa Jesus Christ hiện nay. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chúa đã làm gì? Các quyền lực thuộc linh này thay cho chúng ta. Chúa đã làm gì? Chuốc bỏ. Đó là ngày chuốc bỏ. Trước ngày hết. Trước, đó, khả năng. Trước hết. Ngày không cho nó cai trị nữa. Mà nó mất hết quyền hành. Nó đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Và Ngài đã giành được chiến thắng trọn vẹn này khi nào? Đó là khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Và sau đó thì Chúa sống lại. Và Chúa phá hủy hoàn toàn công việc của ma quỷ. Phá hủy hoàn toàn sự chết. Và một lần nữa, Kinh Thánh dùng ngôn ngữ hình tượng sinh động, lấy từ các phong tục thời bấy giờ để làm sáng tỏ quy mô vĩ đại những thành tựu của Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Côlôse đoạn 2 câu 15. Chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúng ta cứ để câu thánh đó ở tại đó. Chúng ta đọc thoáng qua thì thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà chúng ta cần hiểu cái bối cảnh của thời bấy giờ và sứ đồ Phao-lô đang dùng hình ảnh nào, thì chúng ta sẽ hiểu được bức tranh mà ông đang mô tả ở tại đây. Đó là khi mà đạo quân La Mã thắng trận trở về thì họ làm gì?
họ có những cái thủ tục sau đây. Đó là khi họ thắng trận rồi thì họ sẽ trở về và họ sẽ diễu hành, gọi là cuộc diễu hành chiến thắng, để phô bày sự chiến thắng, phô bày sức mạnh của họ, phô bày vinh quang của người chiến thắng. Và họ làm gì? Họ sẽ dẫn theo những tù binh. Và những tù binh đó thì còn vũ khí không? Không còn. Bị tước đoạt hết tất cả vũ khí. Rồi còn cái nón đồng, còn cái bộ áo giáp, còn cái dài dép không? Không còn, lột hết. Có thể là chỉ ở đóng một cái khố thôi. Lột sạch. Và nếu là vua thì họ cũng lột sạch như vậy. Và không những vậy, những người đó còn bị gì nữa? Bị xiềng tay chân lại. Và tù binh rất nhiều. Có thể cả hàng ngàn người. Và đi diễu hành qua như vậy. Diễu hành qua. Và dân La Mã đứng hai bên để làm gì? Để chào đón đội đoàn quân chiến thắng trở về. Và không những giải tù binh về mà họ còn làm gì nữa? Họ đem theo những chiến lợi phẩm nữa. Nào là vàng, bạc, châu, báu, những cái điều quý giá của đất nước đó, thì trong đoàn diễu hành họ cũng đem theo nữa. Chúng ta phải hiểu cái hình ảnh đó để hiểu được câu của thánh này. Và họ sẽ giải những tù binh này diễu hành qua thành La Mã trong quang cảnh huy hoàng để chứng tỏ công khai sự vĩ đại chiến thắng của họ. Còn quân La Mã thì sao? Thì cầm gươm giáo đầy đủ, rồi với những áo quần quân trang đầy đủ, cưỡi ngựa hung dũng. Còn những người tù binh thì bị cùm đi lê lết ở trên mặt đường như vậy. Chúng ta hiểu hình ảnh đó. Để rồi chúng ta hiểu được câu của thánh mà Chúa phán. Và chúng ta nhớ là trang 128, tiêu đề của bài 5B. Chúng ta có thể mở ra một trang 128 để chúng ta ôn lại thôi. 128. Trang 128 thì chúng ta thấy hình ảnh gì? Trang 128 thì chúng ta thấy hình ảnh của quân đội La Mã đã chiến thắng. Và họ đem theo những khí dụng của đền thờ Jerusalem. Chúng ta thấy có đèn 7 ngọn. Chúng ta thấy có bàn để bánh trần thiết. Và chúng ta nhớ rằng quân La Mã đã chiến thắng Jerusalem. Và đây là cuộc diễu hành chiến thắng của họ. Họ đem những chiến lợi phẩm trở về. Và hình ảnh này vẫn còn được ghi lại. Và đây là bức điêu khắc về một trong những cuộc diễu hành khải hoàn này. Và lính La Mã đang khiêng đi ngang qua thành phố của họ vào năm 70 sau Chúa. Năm 70 sau Chúa, chúng ta biết rằng Jerusalem đã thất thủ. Và đại tướng lãnh đạo cuộc tấn công đó có tên là Titus. Những họ đã diễu hành qua thành La Mã những vật dụng bằng vàng của đền thờ tại Jerusalem. Trong đó chúng ta thấy có đèn 7 ngọn, rồi những vật dụng ở trong đền thờ của Chúa. Thì họ làm gì? Họ khiêng qua để cho mọi người xem thấy. Và theo mô tả ở đây, ngày nay vẫn còn thấy tượng này ở đâu? Tượng này vẫn còn nằm ở cổng Titus ở tại La Mã. Và họ thấy được bức hình này. Như vậy, Colossae đoạn 2 câu 15, chúng ta cùng quay lại. Sứ đồ Phaolô ông nói thế này: Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Và sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh thật là khải hoàng, thật là vinh quang, thật là tráng lệ, thật là rực rỡ của đoàn quân chiến thắng và dẫn theo những tù binh
bị lột hết, không còn gì, có thể chỉ là một cái khố ở trên người, lột sạch hết và bị xiềng chân tay lại và dẫn đi lê lết như vậy. Và Chúa dùng hình ảnh đó để nói rằng đại tướng đi đầu đó là Chúa Jesus Christ và đoàn quân đi theo sau đó là tôi và quý vị anh chị em. Và cái đám quân mà bị lột trần đó là ai? Đó là ma quỷ. Cùng với những thế lực của nó bị xiềng tay chân lại, bị dẫn lê lết đi đi giữa thành phố như vậy và nói là để nộp ra tỏ tường cho thiên hạ nhìn thấy. Để cho mọi người biết rằng ma quỷ là kẻ thất trận, là kẻ đã thua trận, là kẻ đã bị Chúa tước đoạt hết tất cả mọi vũ khí, bị lột trần như là trần truồng, không còn gì cả. Và đó là hình ảnh của ma quỷ. Và chúng ta là hình ảnh của những người đang cưỡi ngựa. Chúng ta xem hình ảnh kế bên 247. Chúa Giêsu như là một đại tướng dẫn đầu và chúng ta là những người đi theo sau cùng với đoàn quân chiến thắng đó. Chúng ta phải hiểu được hình ảnh đó để hiểu được câu thánh này và hiểu được rằng chúng ta ở trong cái đạo quân chiến thắng vinh quang như thế nào và ma quỷ đang ở đâu. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng có nhiều đời sống của các con cái Chúa thì dường như nó không phải cái hình ảnh này. Lẽ ra ma quỷ phải bị tước đoạt hết như vậy và nó bị xiềng tay chân lại. Nhưng mà nhiều đời sống con cái Chúa thì dường như là giống như là tù binh vậy đó. Đang bị lột hết giống như ở trần ở tù vậy. Bị lột hết vũ khí, tay chân thì bị cùm lại. Tại vì cứ sống trong tội lỗi, cứ miệt mài trong tội lỗi, nó không thắng hơn được. Cho nên cái hình ảnh đó nó bị ngược. Ở đây chúng ta phải hiểu câu kinh thánh này để thấy rằng Chúa chết và Chúa sống lại để cho chúng ta được điều gì. Và chúng ta cùng xem tiếp. Theo Côlôse đoạn 2 câu 15 nói, Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá để làm gì? Để chiến thắng chúng nó. Và làm gì nữa? Nộp ra tỏ tường giữa thiên. Và theo Côlôse đoạn 2 câu 15, cuộc diễu hành khải hoàn công khai này xảy ra khi Chúa Giêsu thì chết. Và Côlôse đoạn 2 câu 14 nói như thế này, song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ như thế nào? Thỉnh thoảng hay sao? Thắng thỉnh thoảng, thắng sometimes, hay là lúc nào mạnh thì thắng, lúc nào yếu thì thua? Không có. Câu thánh nói là Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi không những là thắng luôn luôn, có nghĩa rằng chúng ta không thể nào thất bại trước ma quỷ. Và bởi cái câu thứ hai, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chúng. Và chúng ta thấy rằng khi một đoàn quân chiến thắng như vậy thì sao? Thì rõ ràng cái câu chuyện đó, cái hình ảnh đó, cái biến cố đó sẽ được lan tỏa ra khắp mọi nơi và nhiều người sẽ nhận tin được ngay trong thời gian ngắn. Đoàn quân La Mã đã chiến thắng rồi, tù binh được dẫn về thế nào thì sẽ lan tỏa ra. Cho nên khi chúng ta chiến thắng ma quỷ, khi chúng ta được ở trong đoàn quân của Chúa thì mùi thơm đó, cái hương thơm của sự chiến thắng đó sẽ làm gì? Sẽ lan tỏa khắp. Và nếu chúng ta không có sự chiến thắng mà là sự thất bại, như vậy nó còn là hương thơm. Sự thất bại không phải là hương thơm. Và tin chắc rằng sự thất bại là một mùi hôi thối. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói rằng hương thơm nghĩa là đó là hương thơm của sự chiến thắng. Hương thơm về Chúa Jesus Christ, hương thơm về quyền năng của Ngài, hương thơm về những việc lớn lao mà Chúa đã làm, hương thơm về việc ma quỷ đã bị đánh bại, thì những điều đó phải được lan tỏa. Và theo Hebrew đoạn 2 câu 14 và Colossae đoạn 2 câu 14 thì trong cuộc diễu hành khải hoàn của Đấng Christ, những ai là tù nhân đã bị tước
vũ khí. Những ai là tù nhân đã bị tước vũ khí. Chúng ta thấy rằng đó là ma quỷ. Ma quỷ. Và đó là mọi thế lực thuộc linh và cai trị của điều ác. Tất cả những điều đó đã bị tước vũ khí. Và khi nói đến hình ảnh tước vũ khí có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta được trang bị mọi sự. Nó đồng, rồi áo giáp, rồi dây nịt lưng, rồi dài, rồi gươm của thánh linh, rồi thuẫn của đức tin. Rồi chúng ta có đầy đủ mọi sự. Còn kẻ thù đã bị tước hết mọi sự, giống như ở trân ở chuồng. Tước sạch hết, không còn gì cả. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta lại thua nó. Thì thật là buồn cười. Hình ảnh nó rất buồn cười. Hình ảnh của một tù nhân bị xiềng hai tay hai chân lại. Và cuối cùng chúng ta được trang bị đầy đủ vậy mà chúng ta lại thua. Thì nó rất là buồn cười. Cho nên ở đây Chúa cho hình ảnh. Cho chúng ta thấy rõ chúng ta đang ở đâu. Vị trí chúng ta ở đâu. Và chúng ta không thể nào mà thua ma quỷ như vậy được. Không thể thất bại trước tội lỗi được. Cái điều đó không thể xảy ra được. Và phong tục nào của người La Mã được sử dụng trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 15 để minh họa chiến thắng này? Phong tục nào của người La Mã? Đó là phong tục mà họ diễu hành thì chiến thắng. Luôn luôn như vậy. Khi họ chiến thắng một đất nước nào đó, chiến thắng một kẻ thù nào đó, thì khi trở về họ có cuộc diễu hành, gọi là cuộc diễu hành. Và trong cuộc diễu hành chiến thắng này không những nói đến cái sự vinh quang của họ mà còn nói đến điều gì? Nói đến cái sự sỉ nhục của kẻ thất trận. Khi vua của kẻ thất trận mà bị lột trần tuồng ra, bị xiềng tay xiềng chân lại ra, thì rõ ràng sỉ nhục. Và cuối cùng sau đó là gì chúng ta biết không? Chúng ta có biết sao cái diễu hành này làm gì không? Vua và những cái tù binh đó bị gì? Bị giết. Chứ đâu có phải chấm dứt ở đó đâu. Sau đó là họ dớt đẹp. Và chúng ta vẫn còn thấy tượng phong tục La Mã này ở đâu? Ở tại tổng vườn của Titus ở La Mã. Và Đấng Christ đã làm gì cho những người Ngài đã đánh bại để khiến họ trở nên vô hạn? Chúa đã làm gì? Chúa đã tước vũ khí của kẻ thù rồi. Chúa đã lột sạch rồi. Chúa đã lột sạch, đã tước vũ khí rồi và đã ban vũ khí đó cho chúng ta là gươm của Thánh Linh, là thuẫn của Đức Tin. Đã ban cho chúng ta mà chúng ta lại không thắng hơn được, làm sao? Phải không? Không thể được. Cho nên chúng ta học điều này để chúng ta hiểu được. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong đạo quân của Chúa, đạo quân chiến thắng của Ngài. Và chúng ta phải chiến thắng. Và ở trong Chúa chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Ở trong Chúa chúng ta không còn sợ sự chết nữa. Vì Kinh Thánh nói rằng cái nọc của sự chết ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Nhưng mà bởi sự chết của Chúa, Chúa đã phá diệt cái cầm quyền sự chết, phá diệt cái nọc của sự chết. Và điều gì nữa? Đó là Chúa ban cho chúng ta sự chiến thắng. Chiến thắng trên ma quỷ, chiến thắng trên tất cả mọi quyền lực của ma quỷ, chiến thắng tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm. Và chúng ta được hưởng lay, có nghĩa là Chúa đã chiến thắng. Và chúng ta được gì? Được thừa hưởng những thành quả. Những gì mà Chúa đã làm, Chúa đã được, thì chúng ta nhận được những điều đó. Rồi, bây giờ chúng ta dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta dừng bài học lại ở tại đây. Và chúng ta nhớ đến Cô-lô-se đoạn 2 câu 15. Đó là câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay, đó là Ngài đã thúc bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Và bài học đã dùng hình ảnh rất là rõ ràng để chúng ta hiểu được câu thánh này. Và câu thánh này sẽ đi với chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta là những con người đang diễu hành cùng với đạo quân của Jesus Christ.
Xin mọi người cầu nguyện, sau đó tôi sẽ cầu nguyện kết thúc. Lạy Chúa, con lớn tiếng cảm tạ Ngài. Tối hôm nay Chúa đã dùng lời của Ngài qua tôi tới của Chúa, cho chúng con để học hỏi lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã đắc thắng mọi sự chết, trước hết những quyền lực của thế lực, của ma quỷ, mà nộp chúng ra giữa từng thiên hạ. Chúa ban cho chúng con được uy quyền dài đập rắn bò cạp. Thì Chúa đã đắc thắng, thì chúng con học bài học này, chúng con phải đắc thắng trong Chúa. Đừng để những điều mà cám dỗ tội lỗi mà chúng con làm nô lệ của nó, chúng con phải đắc thắng qua được qua mọi điều đó, để rồi lời của Chúa dầm thấm trên chúng con, để chúng con bước đi ngày càng vững bền. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa dùng một sư Tuấn để mà cho ông bà chị em con để hiểu được hình ảnh mà Chúa đã đắc thắng qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, và Chúa lấy hết, tước hết những quyền lực của ma quỷ, cũng như là Chúa đã cho chúng con thấy hình ảnh nộp chúng gia giữa từng thiên hạ, làm những điều mà như người lính La Mã mà khi họ đắc thắng họ diễn hành như điều đó, thì sự đắc thắng là để phô bày ra. Con cảm ơn Chúa, thì chúng con cũng như vậy, chúng con phải đắc thắng, thì Chúa chúng con là thắng rồi, chúng con phải thắng chứ chúng con không thất bại. Nhưng mà chúng con thất bại là chúng con không phải là con cái của Chúa. Con cảm tạ Ngài, con dâng mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài, lấy lòng biết ơn là con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã bước vào lãnh địa của sự chết thuộc quyền của ma quỷ để phá hủy sự chết, phá hủy công việc gian ác của ma quỷ, và Chúa đã nộp nó ra có tường giữa thiên hạ như đoàn quân La Mã chiến thắng trở về. Và Chúa ơi, chúng con được trang bị đầy đủ những vũ khí của Chúa. Chúng con có lời của Chúa, chúng con học lời Chúa mỗi ngày, chúng con cầu nguyện với Chúa, chúng con có thuận đức tin, chúng con có dài bình an, chúng con có tất cả mọi sự. Chúng con phải chiến thắng ma quỷ, chiến thắng nó luôn luôn, chứ không phải là thỉnh thoảng, lúc nào cũng phải chiến thắng nó, và phải có một đời sống mạnh mẽ, thánh khiết, trong sạch trước mặt Chúa. Ma quỷ nhìn thấy một đời sống như vậy thì nó rất run rẩy, sợ hãi, và bởi sự chiến thắng đó, chúng con sẽ dẫn những tù binh mà ma quỷ đang giam cầm để trở về vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Chúa vui nhất. Không có điều gì làm cho Chúa vui hơn là chúng con dẫn những tù binh bị ma quỷ giam cầm trở về với vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là mục đích mà Chúa đã đến trần gian này. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa cho chúng con nhớ bài học này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.